Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Tập 204. Đường Tuấn vừa bước vào trong núi Tôn Giả chưa bao lâu thì lập tức bị chặn lại. Người chặn anh ta lại không phải là Tôn Giả của năm tinh hà lớn mà là người đàn ông và phụ nữ trung niên trước đó đã xuất hiện cùng cổ lão để giám sát thí luyện. Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ hơi lạnh lùng, lãnh đạm nói, tôi muốn căn nguyên thời gian. Người đàn ông trung niên nhún vai nói, giao căn nguyên thời gian ra đây, chúng tôi sẽ không làm khó cậu. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông và người phụ nữ trung niên, Đường Tuấn không khỏi nở nụ cười, chỉ vào đầu của mình và nói, căn nguyên thời gian chi lực không phải là đồ vật, tôi làm sao có thể giao cho các người được. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng rồi nói, đừng giở trò với chúng tôi. Hãy mở thức hải hóa thân thần niệm của cậu ra và để chúng tôi tìm kiếm một lần. Người đàn ông trung niên cười nói, yên tâm đi, chúng tôi chỉ cần căn nguyên thời gian chi lực, chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khác với cậu đâu. Sắc mặt Đường Tuấn hơi tối sầm lại. Mở ý thức hải để đối phương tìm kiếm và kiểm tra vậy thì mọi bí mật của anh sẽ bị tiết lộ trước mặt đối phương. Thậm chí đối phương có thể để lại ấn ký trong ý thức hải và sau này có thể dùng nó để ép buộc anh. Điều này tương đương với việc giao tính mạng của mình vào tay đối phương. Hơn nữa còn lại loại không có bất cứ sự đề phòng nào. Thật là xin lỗi. Con người tôi không hào phóng như vậy. Hai vị nên tránh đường đi, tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không, tôi sẽ nói chuyện này với cổ lão. Đường Tuấn trầm giọng nói. Cổ lão, này, bây giờ cổ lão thân mình còn lo chưa xong thì làm sao có thể quan tâm đến cậu được. Người đàn ông trung niên cười chế nhạo nói, cậu là người từ bên ngoài tới, cậu thật sự coi mình là người ở đây sao? Người phụ nữ cười khẩy nói, một tên vừa mới vào núi Tôn Giả giống như cậu, tốt hơn hết là cậu nên ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, nếu không sẽ có đủ khổ cực để cậu nếm trải. Nếu người hiểu rõ căn nguyên thời gian chi lực như tôi còn không được coi là người ở đây, vậy hai người phế vật các người ở đây ngăn cản tôi thì được coi là gì? Ngay khi Đường Tuấn nói xong, sắc mặt của hai người đó đột nhiên thay đổi. Nhưng trước khi bọn họ kịp ra tay thì Đường Tuấn đã ra tay trước. Thời gian bất động. Thời gian và không gian xung quanh cả hai như ngừng lại, không thể làm bất kỳ chuyển động nào. Bốp 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 bốp, bốn cái tát giòn giã vang lên, hai vết tát in dấu trên má của người đàn ông và người phụ nữ trung niên. Lực lượng khổng lồ khiến hai người loạng choạng lùi sang một bên. Nhưng cũng vì như vậy thoát ra khỏi phạm vi thời gian bất động của Đường Tuấn. Với thực lực hiện tại của anh chỉ có thể khống chế sự bất động của thời gian trong phạm vi 1 mét xung quanh mình. Thực lực của nam nữ trung niên quả nhiên cường hãn, so với Tử Nguyên mạnh hơn rất nhiều. Thực lực của hai người đó quả thực mạnh mẽ, còn mạnh hơn khá nhiều so với Tử Nguyên. Dưới hai cái tát của Đường Tuấn đương nhiên là không thể làm bọn họ bị thương, nhưng sự sỉ nhục khiến lửa giận trong mắt hai người gần như bộc phát ra ngoài. Cậu! Vẻ mặt người phụ nữ u ám, sát khí trong mắt gần như đặc lại. Cút! Đường Tuấn hét lên. Trên núi Tôn Giả sức mạnh mà mọi người có thể phát huy ra đều bị hạn chế rất nhiều. Tuy rằng tu vi của người đàn ông và người phụ nữ trung niên hơn Đường Tuấn rất nhiều. Nhưng anh lại nhất thời lĩnh ngộ được căn nguyên thời gian chi lực tương đương với đứng ở vị trí bất khả chiến bại. Cậu không phải người duy nhất biết thời gian chi lực ở trên núi Tôn Giả này. Cậu sẽ hối hận vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Người phụ nữ cũng rất ý thức được tình hình hiện tại, nếu Đường Tuấn không phối hợp thì bọn họ thật sự cũng không thể làm gì được. Người đàn ông trung niên cười lạnh với Đường Tuấn chế giễu nói, ta quên nói cho cậu biết. Sư phụ của Tịnh Tư Thần Quân sống trên núi Thiên Quân. Nói xong ông ta cùng người phụ nữ trung niên đó cùng nhau rời đi. Nhìn hai người rời đi, trong lòng Đường Tuấn thở dài, anh không ngờ lần đầu tiên đến núi Tôn Giả đã đắc tội với một vị Thiên Quân. Có điều cũng không có cách nào khác, anh cũng không thể giao căn nguyên thời gian chi lực ra. Cây cối trên núi Tôn Giả càng nhiều thì linh khí lại càng phong phú. Nói là núi, nhưng không gian trồng chất thành từng lớp. Không biết lớn cỡ nào. Trước tiên xây dựng động phủ trước. Đường Tuấn đã chọn một nơi tương đối hẻo lánh để xây dựng động phủ cho riêng mình. Đây là việc đầu tiên cần phải làm khi vào núi Tôn Giả, vì sau này khi vào đó sẽ đến thẳng động phủ của mình. Xây dựng một động phủ không khó đối với Đường Tuấn, một người hiện đã nắm được căn nguyên không gian chi lực. Một tiếng đồng hồ sau,
một động phủ đã được hình thành. Nói là động phủ nhưng nó rất giống với phong cách kiến trúc của Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như một ngôi nhà riêng. Ban đầu anh nghĩ rằng sẽ có ai đó đến gây rắc rối cho mình khi anh xây dựng động phủ, nhưng không hề có ai đến gây phiền phức cho đến khi việc xây dựng động phủ được hoàn thành. Đường Tuấn đang ngồi trong động phủ nhưng đúng lúc này, có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Nhìn thấy có người tới, Đường Tuấn hơi kinh ngạc, vẻ ngoài của người này thực sự giống với tổ long ở vùng đất hóa rồng. Ông là Long Thần, Đường Tuấn có chút không chắc chắn. Người vừa đến gật đầu và nói, là tôi. Long Thần nhìn chằm chằm Đường Tuấn hồi lâu mới nở nụ cười, quả nhiên cậu cũng không tồi. Cậu đừng ngạc nhiên, con rồng trong vùng đất hóa rồng là một trong ba phân thân của tôi. Bây giờ tôi chỉ là một hóa thân thần niệm và cơ thể tôi đang ở trong mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ. Vẻ mặt của ông ta đột nhiên nghiêm túc hơn một chút rồi nói, lý do chính lần này tôi hiện thân là để nói với cậu rằng mộ của Thiên Quân sắp mở lại rồi. Lần này Ngự Tôn giả đã thu hoạch được không ít trong mộ Thiên Quân, một khi ra ngoài nhất định sẽ ra tay với cậu nên chuẩn bị sớm đi. Sắc mặt Đường Tuấn bỗng nhiên ngưng động lại run giọng nói, lẽ nào ông ta có năng lực kiểm soát cung hỗn nguyên rồi sao? Cậu cũng đã biết này rồi. Long Thần cười khổ nói, Ngự Tôn giả này quả thực vô cùng tài giỏi. Tuy cậu và Chu Tước Thần Quân không thua kém ông ta là bao nhưng đều còn quá trẻ. Mặc dù lần này Ngự Tôn giả không khống chế được cung hỗn nguyên, nhưng thăng lên cảnh giới Thiên Quân cũng gần như không có vấn đề gì lớn. Long Thần nói cho Đường Tuấn biết chuyện này và sau đó rời đi. Việc mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ được mở lại cũng có ý nghĩa rất lớn đối với Long Thần. Nói không chừng ông ta cũng sẽ có thể thăng lên cảnh giới Thiên Quân. Đường Tuấn càng cảm thấy cấp bách hơn. Cuối cùng anh cũng biết tại sao Ngự Tôn giả bọn họ không đến gây rắc rối cho mình. So với việc mở lại mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ thì anh chẳng là gì cả. Vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Đường Tuấn, anh Đường, Trương Tĩnh Hòa đã trở về trái đất rồi. Đồng tử của Đường Tuấn co rút lại, sau đó hóa thân thần niệm đó tan biến. Ngay sau đó, anh xuất hiện trong căn cứ của Chu Tước Thần Quân. Tạ Hoàng Đồng và Hàn Bảo Long đứng trước mặt anh với vẻ mặt căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tuấn hỏi. Tạ Hoàng Đồng cầm một miếng ngọc bài trong tay vừa nghe liền đổ pháp lực vào trong đó, bức màn hình ảnh đột nhiên hiện ra. Trương Tĩnh Hòa đứng trên đỉnh núi Yên Tử, cơn gió mạnh tới nỗi đã thổi áo choàng của anh ta kêu lạch cạch. Phía sau anh ta là người thân và bạn bè của Đường Tuấn bao gồm Hoa Tiểu Nam, Đường Lệ, Lý Ngọc Mai và những người khác. Hầu như tất cả những người có liên quan đến anh đều có mặt ở đó. Những bậc đá dẫn đến núi Yên Tử bị máu nhuộm đỏ. Những tướng sĩ quân danh đã gục ngã từng người một bên cạnh những bậc đá đó. Tuy bọn họ không chết, nhưng đều bị thương nặng và máu chảy không ngừng. Ánh mắt Trương Tĩnh Hòa thờ ơ chém giết tướng sĩ quân doanh như thể đang giết động vật. Trên hai tay anh ta đầy máu, chỉ vào tướng sĩ quân doanh trên bậc đá, cùng người thân và bạn bè của Đường Tuấn ở phía sau, lạnh lùng nói tiếp theo, muốn giết ai? Đường Tuấn, anh tới nói cho tôi biết. Tấm ngọc bài bị Đường Tuấn làm cho vỡ tan thành bụi mịn, ngay cả Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng cũng phải lùi lại vài bước. Trương Tĩnh Hòa, anh tự tìm cái chết. Trên núi Yên Tử, Trương Tĩnh Hòa chợt mỉm cười khi nhìn đôi tay đẫm máu của mình. Trước mặt anh ta lúc này đã có hơn mười mấy thi thể tướng sĩ của phá quân doanh đang nằm, chết một cách vô cùng thê thảm. Mặc dù dưới nỗ lực của Đường Tuấn thì hầu như tất cả tướng sĩ của phá quân doanh đều đã được thăng đến cảnh giới thần quân. Đây đã là một lực lượng không thể xem nhẹ nhưng trong tay Trương Tĩnh Hòa thì vẫn còn quá yếu. Trương Tĩnh Hòa đã nắm chắc năm đạo căn nguyên chi lực và sau đó anh ta lĩnh ngộ một phần nào đó trong quá trình thí luyện rơi vào ma đạo, thực lực tăng vọt. Anh ta của hiện tại chắc chắn là một trong những cảnh giới thần quân mạnh mẽ nhất và đáng sợ nhất. Trưởng giáo. Phía sau Trương Tĩnh Hòa còn có các đệ tử của núi Yên Tử và các trưởng lão của Phủ Thiên Sư. Nhìn thấy bộ dạng của Trương Tĩnh Hòa bọn họ không khỏi cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng. Lấy tay quệt vào quần áo, nhưng càng lau càng thấm. Trương Tĩnh Hòa cũng không có ý định rửa sạch, anh ta nhìn các bạn học của mình với một nụ cười rồi nói, yên tâm đi, ba chữ núi Yên Tử sẽ truyền khắp tinh hải.
Nghe những lời này của Trương Tĩnh Hòa, các đệ tử núi Yên Tử và các trưởng lão của Phủ Thiên Sư không những không yên tâm mà còn càng thêm sợ hãi. Trương Tĩnh Hòa rời núi Yên Tử mới được 10 năm, nhưng những thay đổi diễn ra trong 10 năm qua đều nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Lúc này, anh ta vẫn giống như dáng vẻ trong trí nhớ của bọn họ, anh ta chỉ là một ác quỷ giết người không chớp mắt. Mọi người đều im lặng, không ai dám trả lời. Trương Tĩnh Hòa thấy vậy, sau đó mới tiếp tục nhìn vào những tướng sĩ của phá quân doanh cùng đám người Lý Ngọc Mai. Anh ta cười tâu tuét và nói, bây giờ Đường Tuấn là một người nổi tiếng ở Trung U Ân Ngân Hà. Ngay cả đạo nhất cũng bị đánh bại hoàn toàn trong tay anh ta, nói không chừng anh ta sẽ trở thành một tôn giả. Anh ta nheo mắt lại rồi lẩm bẩm, thật khiến người khác khen tị. Nhưng lập tức lại tràn đầy sát khí, dựa vào cái gì mà đều là anh ta. Vẻ mặt với nhiều sự thay đổi ngay lập tức hiện ra trên khuôn mặt của Trương Tĩnh Hòa, khiến anh ta trông có chút đáng sợ. Trên núi Yên Tử, không gian dao động một hồi, Đường Tuấn xuất hiện. Anh đến rồi. Trương Tĩnh Hòa mỉm cười, búng một ngón tay, một luồng pháp lực bắn ra khiến ngực của một tướng sĩ phá quân doanh bị đâm xuyên. Đến có chút muộn. Trương Tĩnh Hòa bấm bấm đầu ngón tay, cười nói, có phải bây giờ anh cảm thấy rất đau đớn không? Đường Tuấn. Anh Đường. Thống lĩnh đại nhân. Nhìn thấy sự xuất hiện của Đường Tuấn, Lý Ngọc Mai, Hoa Tiểu Nam, những tướng sĩ phá quân doanh đồng loạt hét lên. Trương Tĩnh Hòa nhìn Đường Tuấn và nói, anh đừng nhúc nhích, nếu anh động đậy một chút tôi sẽ giết tất cả. Ha ha, mặc dù anh đã lĩnh ngộ được căn nguyên thời gian chi lực nhưng phạm vi mà anh có thể tác động có lẽ chỉ khoảng 1 mét. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, sau đó lập tức trở nên u ám. Nói, là Tĩnh Tư tôn giả nói cho anh sao? Biết được chi tiết căn nguyên thời gian chi lực của anh như vậy, ngoài bản thân ra, chỉ có 2 Tĩnh Tư tôn giả bị anh dạy dỗ đây không lâu. Trương Tĩnh Hòa cười nói, Đường Tuấn, anh thật sự đi đến đâu cũng sẽ đắc tội với người khác đến đó. Ngay cả những trưởng lão của cung Hỗn Nguyên cũng muốn giết chết anh. Bọn họ đã hứa rằng chỉ cần tôi giết được anh thì tôi có thể thay thế anh trở thành trưởng lão của cung Hỗn Nguyên. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Đường Tuấn trịnh trọng nói. Trương Tĩnh Hòa cười mỉa mai nói, không phải tôi muốn như thế nào mà chính là anh muốn thế nào. Nếu không phải vì sự xuất hiện của anh, tôi vẫn là người anh cả mà mọi người ở núi Yên Tử đều ngưỡng mộ, trưởng giáo tương lai của núi Yên Tử. Nếu không phải vì anh thì tôi chính là người nổi tiếng khắp Tinh Hải. Nếu không phải vì anh thì tôi cũng sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ. Nói đến đoạn cuối, Trương Tĩnh Hòa bùng nổ cơn tức giận và giết thêm 2 tướng sĩ của phá quân doanh. Lý Ngọc Mai, những người khác bị chấn động tới nỗi nôn ra máu. Trong lòng Đường Tuấn lo lắng nhưng tạm thời không làm được gì. Cho dù anh có thể đánh bại Trương Tĩnh Hòa nhưng chỉ trong tích tắc, Trương Tĩnh Hòa cũng có thể làm được chuyện sẽ khiến anh hối hận cả đời. Trên núi Tôn Giả, Tĩnh Tư Tôn Giả đang thông qua pháp thuật hình chiếu để theo dõi những chuyện đang xảy ra trên trái đất. Bà ta chính là người đã nói với Trương Tĩnh Hòa về sự hạn chế của căn nguyên thời gian chi lực của Đường Tuấn. Một tên nhãi thậm chí còn không phải là tôn giả, tôi có đến 10.000 cách dạy cho cậu một bài học. Tĩnh Tư tôn giả chế nhạo, ngay khi bà ta còn cho rằng Đường Tuấn sẽ không thể làm gì thì từ cơ thể anh ta đột nhiên phát ra một luồng sáng với tốc độ cực nhanh. Đây là... Sự kinh ngạc hiện lên trên mặt của Tĩnh Tư tôn giả. Trong pháp thuật hình chiếu... Luồng ánh sáng dần dần tiêu tan, Trương Tĩnh Hòa nhìn vào ngực mình với vẻ mặt không dám tin. Có một lỗ máu trên ngực anh ta, khoảng hư không phía sau anh ta bị vỡ tan. Tia sáng vừa rồi đã phá hủy anh ta và thế giới nhỏ của anh ta. Chính xác thì nó là gì? Trương Tĩnh Hòa loạng choạng và ngã xuống. Trong nháy mắt anh ta thấy một vòng tròn xoẹt qua rồi biến mất, nhập vào trong cơ thể Đường Tuấn. Tĩnh Tư tôn giả ở trên núi Tôn Giả thất thanh kêu lên, tiên khí. Trên người tên này quả thực có tiên khí, nhất định phải lấy được. Trong núi Yên Tử, Đường Tuấn đứng trước mặt Trương Tĩnh Hòa, nhẹ nhàng nói, từ trước đến nay tôi chưa từng muốn cạnh tranh với anh. Trương Tĩnh Hòa chế nhạo nói, đại đạo chỉ có một, nếu anh giành đi trước thì người khác làm sao có thể đi. Tầm nhìn của anh ta dần mờ đi, nhìn thấy Phủ Thiên Sư ở lưng chừng núi. Anh ta nhớ lại những cảnh chơi đùa, tu hành ở đó từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn lên. Cuối cùng, khuôn mặt uy nghiêm của sư phụ xuất hiện trong tâm trí anh ta.
Tĩnh Hòa, con là niềm tự là núi Yên Tử, con sẽ không thua, cũng không thể thua. Đây là kỳ vọng của sư phụ dành cho anh ta sau khi anh ta tu hành, đồng thời cũng là quy tắc. Tôi không thể thua. Trong lòng Trương Tĩnh Hòa nói lại điều đó một lần nữa, một ý nghĩ không thể khuất phục bắt đầu trỗi dậy. Cơ thể của Trương Tĩnh Hòa bắt đầu bốc cháy, máu của anh ta bị bốc hơi thành sương mù máu. Sương mù máu ngưng tụ không tan, lơ lửng trên không trung. Cuối cùng, màn sương mù máu tạo thành một mặt quỷ có hai sừng, mặt xanh và răng nanh. Khuôn mặt quỷ này khá giống Trương Tĩnh Hòa. Đường Tuấn di chuyển tướng sĩ của phá quân doanh và đám người Lý Ngọc Mai ra ngoài, anh ta nhìn mặt quỷ đó. Đường Tuấn, nếu tôi đã không có được đại đạo thì anh cũng đừng hòng nghĩ tới. Giọng nói của Trương Tĩnh Hòa phát ra từ mặt quỷ đó. Mặt quỷ hóa thành một tia sáng mờ nhạt vụt qua, xâm nhập vào trong cơ thể Đường Tuấn. Đường Tuấn không cảm thấy trong cơ thể có bất kỳ sự khó chịu nào. Nhưng sau khi cảm nhận được một lúc, lông mày anh nhíu chặt vào nhau. Vốn dĩ anh đã ở đỉnh phong của cảnh giới thần quân nên có thể cảm nhận được ngưỡng cửa của cảnh giới, tôn giả thậm chí còn thiếu một lớp giấy cửa sổ. Khi nào cơ hội đến thì sẽ có thể thuận lợi đột phá. Nhưng bây giờ anh đã không thể cảm nhận được ngưỡng cửa của cảnh giới tôn giả nữa, dường như có một lực lượng không thể giải thích được đang chặn ngưỡng cửa của anh với cảnh giới tôn giả. Lớp giấy cửa sổ đó đã trở thành một bức tường. Ha ha ha. Trong núi tôn giả, Tịnh Tư tôn giả bật cười nói, Trương Tĩnh Hòa cậu thật là giỏi, từ bức tường đá đã lĩnh ngộ ra ma phong đạo. Ha ha ha, Đường Tuấn, không phải cậu cho rằng mình rất giỏi sao? Bây giờ con đường dẫn đến với ngưỡng của tôn giả của cậu đã không còn nữa, xem cậu còn có thể đắc ý như thế nào. Trên núi Yên Tử trái tim của Đường Tuấn trở nên nặng trĩu. Cuối cùng anh cũng biết trước khi chết Trương Tĩnh Hòa đã làm gì rồi. Không nhìn thấy con đường phía trước của tu hành, khi Đường Tuấn bắt đầu tu hành vì thể chất của mình mà anh không thể tu hành. Nhưng khi đó, ít nhất anh cũng biết phía trước còn có con đường chỉ là đã bị cỏ dại chặn lại. Mà bây giờ, đòn phản công của Trương Tĩnh Hòa trước khi chết tương đương với việc dùng một ngọn núi lớn để chặn đường anh. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Đặc biệt là trong tình huống hiện tại, ngự tôn giả sắp xuất quan, lúc đó nhất định sẽ ra tay thêm một lần nữa. Anh và trái đất đứng mũi chịu sào nếu như anh vẫn còn loại thực lực như vậy tương đương với châu chấu đá xe. Tâm trạng Đường Tuấn vô cùng nặng nề. Đường Tuấn, Lý Ngọc Mai và những người khác lo lắng nói. Đường Tuấn điều chỉnh tâm trạng, cười nói, không sao. Sau một thời gian ngắn xử lý vết thương cho tướng sĩ của phá quân doanh và đám người Lý Ngọc Mai, Đường Tuấn đã lên mặt trăng. Một luồng ánh sáng thần tiên xuất hiện. Nguyệt Nga tiên tử chậm rãi bước ra khỏi luồng ánh sáng đó. Cô ta tồn tại dưới dạng một tàn hồn, dù đã trải qua hàng chục nghìn năm nhưng cô ta vẫn mang một vẻ đẹp tuyệt trần chưa từng có. Tu vi của Đường Tuấn bây giờ đã mạnh hơn trước gấp mấy lần, anh có thể lờ mờ cảm nhận được thực lực của Nguyệt Nga tiên tử. Đỉnh phong của cảnh giới thần quân, nhưng vì Nguyệt Nga tiên tử có cùng nguồn gốc với mặt trăng cho nên có lẽ cô ta có thể phát huy thực lực cao hơn một chút. Tên tiểu tử anh còn biết đến thăm tôi. Nguyệt Nga tiên tử cười nhẹ, nhưng nụ cười của cô ta lập tức tắt ngấm, cơ thể xuất hiện trước mặt Đường Tuấn một tay nắm lấy cổ tay anh, nói, ma phong đạo. Sao anh có thể trúng phải loại quỷ thuật này? Ma phong đạo. Đường Tuấn lẩm bẩm một hồi rồi sau đó nói về cuộc tỉ thí với Trương Tĩnh Hòa. Nếu đã có thể lĩnh ngộ loại quỷ thuật như ma phong đạo thì không biết sự oán hận trong lòng tên tiểu tử Trương Tĩnh Hòa đó mãnh liệt như thế nào. Nguyệt Nga tiên tử thở dài, rồi giải thích với Đường Tuấn, ma phong đạo, tức là hy sinh bản thân nhập ma giả để ngăn cản con đường tu đạo của người khác. Sự hy sinh này là cùng với linh hồn. Tôi đã từng nghe mọi người nói về phương pháp phá giải đó cần phải được hy sinh một vị tôn giả nhập ma giả một lần nữa mới có thể phá giải được. Khi Đường Tuấn nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Muốn tìm thấy một nhập ma giả của một vị tôn giả. Hơn nữa còn cần đối phương cam tâm tình nguyện hy sinh là điều không thể. Nguyệt Nga tiên tử không nói gì thêm chỉ vỗ vỗ vai Đường Tuấn an ủi. Cô ta nhìn hành tinh màu xanh xa xôi mà thở dài trong lòng, thật là nhiều tai họa nhiều khó khăn. Vốn dĩ cô ta đã đặt tất cả hy vọng vào Đường Tuấn, nhưng bây giờ Đường Tuấn đã trúng phải quỷ thuật ma phong đạo, ngự tôn giả lại sắp ra tay một lần nữa, còn ai có thể bảo vệ hành tinh màu xanh này?
Trong chiến trường kỷ nguyên tất cả những ai chưa phá bỏ ma huyết chú đều bay vào huyết hà. Trong tuyệt địa hoàn vũ, huyết hà đột nhiên dâng trào, nổi lên một làn sóng máu quái dị. Huyết mang phun ra bất tận đã thắp sáng toàn bộ tuyệt địa hoàn vũ trong một màu đỏ như máu. Vào lúc này, tất cả mọi người trong chiến trường kỷ nguyên đều chú ý tới cảnh tượng này. Đây là đám người Lôi Vũ, chân nhân Khổng Long, ám ma trong lòng đều run lên. Từ huyết mang vô tận bọn họ họ cảm thấy có cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, dường như bất kỳ tia huyết mang nào cũng có thể giết chết bọn họ. Ầm ầm, làn sóng máu phá tan hư không, sau đó một đường sâu thăm thẳm chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Một luồng khí tức cổ xưa và mênh mông tràn ra từ con đường đó. Mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ. Không biết là ai đã hét lên, sau đó có rất đông người tập hợp lại, không biết bao nhiêu người cùng nhau bay về phía lối đi sâu thẳm đó. Là thiên quân đệ nhất nổi tiếng trong nhiều kỷ nguyên nên tên của Thiên Quân Hoàn Vũ đã sớm được lan truyền trên khắp chiến trường kỷ nguyên. Thậm chí để khám phá ra vị trí của mộ của ông ta còn đặc biệt mở ra một tuyệt địa hoàn vũ. Bây giờ, mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ mà bọn họ ngày đêm nghĩ đến cuối cùng cũng đã xuất hiện. Một khi nhận được sự thừa kế của Thiên Quân Hoàn Vũ thì lợi ích là hiển nhiên. Một đám kiến mà dám tò mò Thiên Quân chi mộ. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm phát ra từ trong lối đi đó. Cùng với sự vang lên của giọng nói này thì những tu hành giả bay tới mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ đều đông cứng trên không trung, như thể họ bị đóng băng thành một bức tranh. Từng bóng người từ từ bước ra khỏi lối đi sâu thăm thẳm đó. Đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen trắng với đôi mắt sắc lạnh. Thể hình ông ta không cao, dung mạo cũng không anh tuấn, cũng không toát ra khí tức mạnh mẽ. Thay vào đó là phía sau ông ta là người đàn ông yêu tộc có nửa thân là rồng toát ra ánh sáng tử kim mới là thu hút ánh nhìn. Long thần. Nhìn thấy người đàn ông nửa thân là rồng này, có người đã hét lên. Bây giờ, thân phận của người đàn ông trung niên trong chiếc áo choàng đen trắng đã sẵn sàng được tiết lộ. Chỉ có một người có thể khiến Long thần can tâm tình nguyện đứng sau lưng ông ta ở chiến trường kỷ nguyên này chính là Ngự Tôn giả. Đột nhiên, không ai nhìn Long thần nữa, tất cả đều nhìn về phía Ngự Tôn giả. Mặc dù dung mạo Ngự Tôn giả rất bình thường, nhưng không ai dám coi thường ông ta. Bởi vì ông ta được công nhận là cường mạnh nhất trong kỷ nguyên này, Ngự Tôn giả. Ánh mắt của ông ta lãnh đạm, lạnh lùng quét về phía những tu hành giả đang bị đông cứng trên không trung. Đôi mắt của những tu hành giả này tràn đầy sợ hãi, nhưng bọn họ không thể thực hiện bất kỳ cử động nào, thậm chí cũng không thể cầu xin tha mạng. Những người trước đó không làm bất cứ hành động nào thì bây giờ đang nhìn những người trong không khí đó với ánh mắt thương hại. Dám mạo phạm Ngự Tôn giả kết cục không cần nghĩ cũng biết. Ha ha! Ngự Tôn giả cười lạnh. Các tu hành giả bị đông cứng trên không trung bắt đầu tách rời ra. Không có một bức tranh đẫm máu nào, bọn họ giống như cho tàn, tan ra trong không khí từng chút một, cuối cùng, chẳng còn lại gì. Kỳ lạ, đáng sợ. Vẻ mặt của Long Thần đứng sau lưng Ngự Tôn giả hơi thay đổi, ông ta thầm nói, trình độ căn nguyên thời gian chi lực của Ngự Tôn giả đại một lần nữa tăng lên rồi, ông ta có thể khống chế trong phạm vi bán kính 1000 mét hoặc có thể còn lớn hơn nữa. Vẻ mặt Long Thần có chút u ám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này những gì ông ta đã đạt được trong mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ là cuối cùng đã lĩnh ngộ được căn nguyên thời gian chi lực, nhưng chỉ có thể khống chế trong phạm vi bán kính 100 mét. Từ góc độ này có thể thấy, Ngự Tôn giả mạnh hơn ông ta 10 lần. Không biết tự lượng sức mình. Ngự Tôn giả nói. Tham kiến Tôn giả. Không ai dám nói nhiều hơn một lời, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Hừ, Ngự Tôn giả liếc nhìn mọi người một cái, sau đó dẫm chân một bước rồi biến mất. Ngược lại, Long Thần lại nhã nhặn hơn, khua tay và nói, phong tỏa nơi này. Đừng nghĩ tới việc lẻn vào trong, không có sức chiến đấu của cấp tôn giả, vào thiên quân chi mộ không khác gì là tự tìm đến cái chết. Nói xong Long Thần cũng rời đi. Phía sau Long Thần là bốn vị tôn giả lần lượt là Tôn giả Bạch Hổ, Thần Tôn Cơ Giới, Thần Tôn U Minh và Hải Thiên Vương. Chỉ là trông tinh thần của bọn họ không được tốt, có vẻ rất mệt mỏi. Qua đó có thể nhìn ra thực lực của Ngự Tôn giả và Long Thần vượt xa bọn họ. Trong căn cứ Thiên Thập, Ngự Tôn giả xuất hiện trong trung tâm của căn cứ.
Mặc dù đạo nhất đang ngồi trên nệm, nhưng anh ta không có ý định tu luyện, ngược lại còn có chút chán nản. Chấm. Sau khi trải qua thí luyện, trạng thái tinh thần của anh ta luôn như thế này. Đạo nhất, ngự tôn giả cau mày hét lên. Lúc này đạo nhất mới ngẩng đầu lên khi thấy ngự tôn giả, ánh mắt anh ta liền run rẩy nói, tôn giả. Nhìn vẻ mặt của đạo nhất, ngự tôn giả nuốt hết những gì muốn chỉ trích xuống. Ánh mắt lãnh đạm của ông ta dịu dàng hơn rất nhiều, đưa tay ra sờ đầu đạo nhất nói, cậu đã vất vả rồi. Đạo nhất nghẹn ngào, bao nhiêu câu hỏi ban đầu giấu kín trong lòng mãi không thể hỏi ví dụ, như thân thế của anh ta, ví dụ như những gì Từ Nguyên đã nói. Tôi phụ lòng với sự mong đợi của tôn giả rồi. Đạo nhất trầm giọng nói, ngự tôn giả lắc đầu nói, không phải lỗi của cậu vẫn có cơ hội. Ông ta vừa dứt lời thì có một luồng nguyên khí ba màu hiện ra từ trên đỉnh đầu của ông ta, nguyên khí ba màu kết thành một đóa hoa sen ba màu. Một khí hóa ba thanh. Trong ánh mắt kinh ngạc của đạo nhất, đóa hoa sen ba màu nhập vào đỉnh đầu anh ta. Ngay sau đó khí tức của đạo nhất tăng lên đều đặn, trong phút chốc đột phá ranh giới tôn giả, nhưng vẫn chưa dừng lại, khí tức của anh ta vẫn tăng vọt. Khi xu thế tăng vọt này dừng lại, anh ta cảm thấy một lực lượng đáng sợ trào dâng như biển trong cơ thể mình, mạnh hơn trước gấp trăm lần. Đồng thời, anh ta cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí. Tâm niệm anh ta chuyển động. Ban đầu có gió thổi vào, thổi tung cả tấm rèm. Nhưng vào lúc này, tấm rèm đột nhiên ngừng chuyển động, duy trì tư thế hướng lên trên. Thời gian đứng yên, đạo nhất nhìn thấy cảnh tượng này mà không dám tin. Tôn giả, tôi. Đạo nhất sửng sốt. Ngự tôn giả sờ sờ đầu anh ta và nói, cậu đừng nghĩ nhiều, đây vốn dĩ là sức mạnh thuộc về cậu. Ngay khi cậu vừa sinh ra, tôi đã biết cậu là dòng dõi tiên. Để rèn giũa cậu tôi đã lấy đi một phần sức lực của cậu, đợi khi cậu lớn lên thì tôi sẽ trả lại. Bây giờ cũng sắp đến lúc rồi, tôi sẽ trả lại sức mạnh cho cậu. Có lẽ cậu sẽ không trách tôi đúng không? Giọng nói của ngự tôn giả nhẹ nhàng, hoàn toàn không tàn nhẫn, cay độc như trước đó. Không đâu, đạo nhất làm sao dám trách tôn giả đức, ơn của ông đối với tôi nặng như núi. Đạo nhất cảm kích nói, anh ta có thể cảm nhận được ngự tôn giả không nói dối, bởi vì anh ta không có cảm thấy khó chịu với sức mạnh đột ngột tăng lên này mà còn cảm thấy dễ dàng điều khiển. Sức mạnh này là sinh ra đã thuộc về anh ta. Vậy thì tốt rồi, không uổng công tôi bồi dưỡng. Ngự tôn giả nhẹ nhõm nói, lần này mở lại thiên quân chi mộ, nếu như cậu đi vào cùng tôi nói không chừng sẽ có được cơ hội thuộc về cậu. Đạo nhất cung kính đáp lại, tuy rằng trong lòng vẫn là nghi hoặc, nhưng vẫn không thể hỏi thành lời. Tôi sẽ đến trái đất một chuyến. Ngự tôn giả nói, đạo nhất vừa mở miệng, ông ta lại cười nói, yên tâm đi. Cậu và Đường Tuấn là kẻ thù không đội trời chung. Tôi sẽ để cậu tự tay giết anh ta. Chỉ có điều, suýt chút nữa anh ta phá hỏng kế hoạch của tôi nên vẫn cần phải có sự trừng phạt nho nhỏ. Đạo nhất gật đầu. Ở trái đất, Đường Tuấn đang ngồi ẩn tu trong Hiệp hội Y học cổ truyền. Tâm trí anh chìm đắm vào trong cơ thể, cố gắng sử dụng đan hoàn thần bí để phá giả quỷ thuật ma phong đạo nhưng vô ích. Không chỉ vậy, đan hoàn thần bí còn một lần nữa xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ. Lần này nó trở nên mạnh mẽ hơn. Giọng của Trương Tĩnh Hòa truyền ra từ đan hoàn thần bí, ha ha ha. Tôi không ngờ anh lại có một bảo vật như vậy, nhưng đáng tiếc vì cuối cùng tôi lại là người được lợi. Đường Tuấn, anh hoàn toàn không ngờ tới đúng không? Sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên thay đổi, chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra. Nhưng khi đó, anh đã sử dụng sức mạnh bản nguyên để giải quyết. Khi anh muốn sử dụng sức mạnh bản nguyên để xóa bỏ những tàn niệm của Trương Tĩnh Hòa thì phát hiện rằng mình không thể làm được. Dường như tàn niệm của Trương Tĩnh Hòa được kết hợp chặt chẽ với đan hoàn thần bí, trừ khi anh không cần đan hoàn thần bí. Đường Tuấn cau mày thật chặt thành, giọng nói ngày càng kiêu ngạo của Trương Tĩnh Hòa vang lên trong đan hoàn thần bí. Anh càng ngày càng cảm thấy có lẽ đan hoàn thần bí là một vật chẳng lành. Lúc này, Đường Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía không gian bên ngoài trái đất. Bóng dáng của anh ngay lập tức biến mất. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen trắng chậm rãi đi tới, vẻ mặt thản nhiên như thể mọi thứ trên thế gian đều không còn ý nghĩa gì đối với mình. Ngự tôn giả. Trên mặt trăng, Nguyệt Nga tiên tử đột nhiên xuất hiện.
Một người luôn bình tĩnh như cô ta bỗng nhiên trở nên tức giận và gầm lên như một con sư tử cái lộ diện. Nhưng rất đáng tiếc, cô ta không thể rời khỏi mặt trăng nên chỉ có thể phát ra một tiếng gầm bất lực. Thật là ồn ào. Ngự tôn giả nhướng mày, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Nguyệt Nga tiên tử được đưa vào sâu trong mặt trăng, khi xuất hiện trở lại thì tàn niệm của cơ thể trở nên trong suốt hơn rất nhiều. Đường Tuấn bay đến vùng của mặt trăng và đối đầu với ngự tôn giả. Ngự tôn giả chế nhạo nói, dựa vào cậu cũng không thể ngăn cản được tôi. Hơn nữa, cậu cũng đã trúng quỷ thuật ma phong đạo. Ông ta lại vỗ lòng bàn tay. Đường Tuấn đã từ bên ngoài không gian bị đập vào nơi sâu của mặt trăng va phải một cái hố khổng lồ. Anh từ trong cái hố khổng lồ nhếch nhác đi ra, kinh ngạc nhìn ngự tôn giả. Trước mặt ngự tôn giả, anh giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Hừ, một di dân của thiên khí chi địa suýt chút nữa đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Ngự tôn giả hừ lạnh một tiếng, lại vỗ lòng bàn tay. Ầm. Da của Đường Tuấn nứt ra, máu loang lổ khắp cơ thể. Tàn niệm cơ thể của Nguyệt Nga tiên tử cũng ngày càng trở nên trong suốt. Dường như nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mỗi lần một chưởng của ngự tôn giả giáng xuống khiến măng trăng như chấn động. Giơ tay cũng có thể phá hủy hành tinh, đây là thực lực đáng sợ của ngự tôn giả. Lão Đường, tôi giúp cậu. Còn có tôi nữa. Hai giọng nói vang lên từ xa. Sau đó hai cái bóng xuất hiện, đó chính là Triệu Huyền và Chu Tước Thần Quân. Chỉ là khí tức trên cơ thể của hai người bọn họ so với lúc trước mạnh hơn vài lần, dường như đều đã đạt tới cấp số tôn giả. Thần Quân, ông cuối cùng đột phá rồi. Ngự tôn giả lạnh lùng nói, ông muốn mài nền tảng bất diệt trong cảnh giới thần quân để chuẩn bị cho tương lai đánh bại tôi, ông cho rằng tôi không biết sao. Chu Tước Thần Quân nhẹ nhàng cười nói, đương nhiên là không giấu giếm được ngự tôn giả. Ngự tôn giả nhìn Triệu Huyền, cau mày nói, còn cậu là ai? Trong mắt ông ta, dòng chảy thời gian bên cạnh Triệu Huyền đang thay đổi. Chỉ trong tích tắc, ông ta đã biết Triệu Huyền đến từ đâu và có lai lịch như thế nào. Quả là một anh chàng may mắn. Ngự tôn giả chế nhạo, đáng tiếc rằng cậu không nên tới chọc tức tôi. Vậy thì thử xem sao. Chu Tước Thần Quân lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, ông ta biến thành một con chu tước và sau đó ném mình vào trong mặt trời. Trên mặt trời. Ngọn lửa vô tận đang phun ra, giọng nói nghiêm khắc của Chu Tước Thần Quân vang lên, mượn sức mạnh của mặt trời. Một cột lửa bắn ra từ mặt trời. Vào lúc này, mọi người trên trái đất cảm thấy mặt trời đột nhiên chói mắt hơn bình thường gấp mấy lần, một vệt cháy lan ra khắp khoảng không. Triệu Huyền đã xuất hiện trên mặt trăng, dìu Đường Tuấn dậy và nói, Lão Đường, cậu không sao chứ? Đường Tuấn lắc đầu nhìn bên ngoài không gian. Mặc dù Chu Tước Thần Quân mới đột phá cảnh giới tôn giả, nhưng ông ta đã rèn luyện ở cảnh giới này quá lâu, tôn giả bình thường hoàn toàn không thể so sánh được. Lúc này, với sự trợ giúp của sức mạnh mặt trời, có lẽ thực lực đã đạt đến cấp độ như Tử Nguyên. Cột lửa chói lọi ngay lập tức nhấn chìm ngự tôn giả. Chu Tước Thần Quân, ông quả thực là một thiên tài nhưng đáng tiếc hôm nay ông không nên tới đây. Giọng nói của ngự tôn giả vang lên. Đường Tuấn tập trung nhìn về phía đó, đồng tử đột nhiên co rút lại. Cột lửa có thể đốt cháy và làm tan chảy vạn vật đột ngột dừng lại cách ngự tôn giả nửa bàn chân, như thể có một bức bình phong che chắn vô hình trước mặt ông ta. Từ đầu đến cuối, thậm chí ngự tôn giả không nhúc nhích một ngón tay. Trong mặt trời, thần quân gầm lên một tiếng. Ánh sáng mặt trời lại chói mắt hơn một chút, Đường Tuấn ở trên mặt trăng cảm thấy một luồng nóng như thiêu đốt. Nếu không phải là trái đất không còn như trước đây, hoặc chỉ riêng sự bộc phát của mặt trời có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho trái đất. Châu chấu đá xe. Ngự tôn giả cười nhẹ, sau đó ông ta ưỡn ngực lên thở ra một hơi. Bùm bùm bùm. Cột lửa đột nhiên chuyển phương hướng, tốc độ nhanh hơn 3 phần so với lúc lao tới, bắn về phía mặt trời. A a a. Trong mặt trời, vang lên tiếng kêu đau đớn của Chu Tước Thần Quân. Trên mặt trăng có thể thấy ngực của Chu Tước Thần Quân đang tắm trong biển lửa bị xuyên thủng, xuất hiện một lỗ đen lớn trông cực kỳ gớm ghiếc. Đây là đạo cơ bất khả chiến bại của ông, hóa ra chỉ có như vậy. Ngự tôn giả chế nhạo, ông ta đưa tay ra và nắm nhẹ mặt trời. Mặt trời đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hạt lửa rơi vào trong lòng bàn tay của ngự tôn giả.
Đây có phải là tận thế không? Thời điểm mặt trời biến mất, trái đất chìm vào bóng tối, tất cả mọi người bắt đầu hoảng sợ. Sự ngu dốt của con người. Ngự tôn giả nghe thấy tiếng khóc thét, tiếng kêu sợ hãi phát ra từ trái đất thì vẻ khinh bỉ trên mặt ông ta càng đậm hơn. Ông ta nhìn vào hạt lửa trên tay mình. Trong hạt lửa, một con chu tước đang bay trong ngọn lửa, nhưng nó không thể thoát ra khỏi không gian bên trong hạt. Cuộc chiến của con thú bị mắc kẹt. Một tay ngự tôn giả cầm hạt lửa, ánh mắt nhìn về phía mặt trăng. Ông ta bước một bước, ngay sau đó xuất hiện trên mặt trăng. Chu tước thần quân. Ba người Đường Tuấn, Nguyệt Nga tiên tử, Triệu Huyền đều hét lên đầy. Bọn họ thực sự không thể ngờ rằng Chu tước thần quân, người hợp nhất hai thành một với mặt trời lại bị đánh bại như vậy. Thực lực của ngự tôn giả rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, chẳng lẽ đã thăng cấp thiên quân rồi sao? Thu làm yêu sủng cũng không tồi. Ngự tôn giả cười nhẹ. Chu tước thần quân trong hạt lửa cũng nghe thấy lời của ngự tôn giả càng dùng lực đập vào bức tường của hạt lửa. Muốn ông ta làm yêu sủng điều này là một sự sỉ nhục rất lớn đối với tự tôn của ông ta và nó sẽ không bao giờ xảy ra. Ngự tôn giả khinh thường nói, thực lực yếu, ngươi chỉ đáng làm kẻ phụ thuộc của cường giả. Triệu Huyền nghiêng người về phía Đường Tuấn, ngự tôn giả lập tức nói, tiểu ma đầu của cung Vạn Diệu, đừng giở trò trước mặt tôi. Nếu để cậu mang bọn họ rời khỏi tay tôi thì chẳng phải tôi quá vô dụng rồi sao? Vừa dứt lời, Triệu Huyền cảm thấy như bị bóp nghẹt, như thể không gian đang gạt bỏ anh ta. Trong lòng Triệu Huyền thở dài biết rằng trốn chạy cũng không được nữa. Trong đan điền của Đường Tuấn. Giọng nói của Trương Tĩnh Hòa phát ra từ trong đan hoàn thần bí, hãy để tôi kiểm soát cơ thể của anh, tôi có thể trốn thoát. Giọng nói có một loại ma lực làm rung động lòng người. Cút ra khỏi cơ thể của tôi. Trong lòng Đường Tuấn hét lên. Nếu không phải vì ma phong đạo thì anh có thể cưỡng ép đột phá cảnh giới và với sự trợ giúp của đan hoàn thần bí, cho dù anh không phải là đối thủ của ngự tôn giả thì cũng không như bây giờ đến một chút khả năng chống lại cũng không có. Trương Tĩnh Hòa cười nói, Đường Tuấn, cả đời này anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi tôi. Anh hãy nghĩ xem. Anh phải trơ mắt chứng kiến Triệu Huyền và Chu Tước Thần Quân chết, trái đất bị hủy diệt mà anh không thể làm gì được. Tốt hơn là để tôi kiểm soát cơ thể của anh và chiến đấu để có cơ hội sống sót. Cách thì tôi đã nói cho anh rồi, anh hãy tự mình quyết định đi. Nói xong những lời này, Trương Tĩnh Hòa im lặng. Vẻ mặt Đường Tuấn ảm đạm, lúc này có thể nói là đang đối mặt với loạn trong giặc ngoài. Dù là ngự tôn giả hay Trương Tĩnh Hòa, cũng đủ khiến anh rơi xuống vực sâu. Tôi còn tưởng rằng cậu mạnh mẽ như thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngự tôn giả nhìn Đường Tuấn cười giễu cợt và châm chọc. Ngự tôn giả, tại sao lại làm khó một tên tiểu bối? Đúng lúc này, có một giọng nói từ một nơi rất xa truyền đến. Sau đó không gian dao động một hồi, trong không gian xuất hiện một tử kim thiên long vàng dài 1000 trượng. Long thần! Ông cũng muốn ngăn cản tôi sao? Ngự tôn giả khẽ nhíu mày. Nếu có đối thủ đáng để ông ta xem trọng trong kỷ nguyên này thì Long Thần là một trong số đó. Thân hình khổng lồ của Long Thần nhìn xuống ngự tôn giả nói, ngự tôn giả, thả bọn họ đi ông thấy thế nào? Dựa vào thực lực của ông, bây giờ bọn họ không thể nào trở thành mối đe dọa cho ông. Ngự tôn giả hừ lạnh một tiếng nói, bổn tôn này không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác. Trên không trung một trường ấn bỗng nhiên đánh xuống. Trường ấn rơi xuống như mảnh thiên thạch, thân hình khổng lồ của Long Thần từ trên không trung đánh xuống. Long Thần lắc mình biến thành nửa thân rồng, nhưng sắc mặt có chút tái đi. Ngự tôn giả lợi hại đến mức ngay cả Long Thần cũng không thể ngăn được một đòn bất ngờ của ông ta. Long Thần, trạng thái hiện tại của ông không đủ tư cách để nói chuyện ngang hàng với tôi. Còn ba thế thân của ông thì sao? Ngự tôn giả chế nhạo nói. Vẻ mặt của Long Thần hơi tối sầm lại, như thể đang do dự điều gì đó. Ngự tôn giả khẽ nắm lấy bàn tay mình, trong hạt lửa Chu Tước Thần Quân thốt ra một tiếng kêu đau đớn kéo dài. Mà thôi! Long Thần thở dài. Hợp! Khi Long Thần nhả ra một chữ âm thanh của gió và sấm sét bắt đầu vang lên giữa trời đất. Trong Long Thành một bóng người đâm xuyên qua tháp Đăng Long và nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt của các vị thần quân canh giữ tháp Đăng Long đột nhiên thay đổi, bọn họ đang định đi báo cáo thì ngay sau đó đã có một bóng người lao tới,
người đó chính là Minh Thần Quân. Không cần báo cáo, tôn giả đã biết rồi. Minh Thần Quân nhìn về hướng bóng người đó biến mất, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, trầm giọng nói, không ngờ rằng đường đường là Long Thần lại hy sinh mấy vạn năm khổ luyện vì những người không quan trọng. Thật là nực cười. Trong vùng đất hóa rồng, một tiếng rồng gầm vang lên từ sâu thẳm của màn xương trắng mờ ảo, sau đó một tử kim thiên long từ đó chạy ra. Ngao Vấn Thiên và các trưởng lão của Long tộc và những người khác đều sững sờ tại chỗ. Long Thần. Bọn họ mơ hồ hiểu ra điều gì đó, bàn tay Ngao Vấn Thiên nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt tràn đầy vẻ không cam tâm và tức giận. Trên mặt trăng, hai bóng người bay từ hai hướng, cuối cùng hợp nhất với Long Thần. Khí tức của Long Thần trong phút chốc tăng vọt, đột phá giới hạn nhất định. Ông ta lại một lần nữa hóa thành Tử Kim Thiên Long, nhưng cơ thể của ông ta đã dài hàng vạn trượng và một luồng khí tức sắc bén và mạnh mẽ từ cơ thể phát ra. Cảnh giới Thiên Quân. Trái tim Đường Tuấn run lên. Long Thần hợp nhất hai phân thân và thăng lên cảnh giới Thiên Quân. Long Thần lại nhìn xuống Ngự Tôn Giả, giọng nói vang lên, Ngự Tôn Giả, ông đã hài lòng chưa? Ngự Tôn Giả cười nhẹ, quăng hạt lửa trong tay đi. Sau đó bùng lên một luồng khí thế rồi nói, Long Thần, để tôi xem sau khi ông hợp nhất ba thế thân của mình sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Nói xong, Ngự Tôn Giả bay lên trời va chạm với cực mạnh với Long Thần. Bùm một tiếng, ông ta bị móng vuốt của Long Thần từ trên không đánh xuống. Nhưng ông ta không giận mà còn vui vẻ, nói, Long Thần, quả nhiên không tồi, không uổng công khi tôi luôn coi ông là đối thủ. Ngự Tôn Giả, ông bắt nạt người quá đáng rồi. Long Thần gầm lên một tiếng, giọng nói tràn đầy sự không cam tâm. Mặc dù đã thăng lên cảnh giới Thiên Quân nhưng ông ta có vẻ không vui. Trên không trung, thân rồng cao vạn trượng đang vật lộn với Ngự Tôn Giả. Sau khi thăng lên Thiên Quân, Long Thần có vẻ mạnh hơn Ngự Tôn Giả, ông ta đã từ từ trấn áp Ngự Tôn Giả xuống. Nhưng thực lực của Ngự Tôn Giả quả thực là mạnh mẽ, tuy rằng bị trấn áp nhưng cũng không hề bị thương. Ông ta đã có thể vượt qua cảnh giới Thiên Quân. Hôm nay đến đây thôi, nếu Long Thần ông đã muốn bảo vệ bọn họ, vậy tôi sẽ cho ông chút thể diện. Chỉ có điều đợi sau khi tôi bước ra khỏi Thiên Quân chi mộ thì kết cục của bọn họ vẫn sẽ như vậy. Tôi hy vọng lúc đó ông vẫn còn có thể bảo vệ được bọn họ. Chiến đấu hồi lâu, Ngự Tôn Giả cười nhẹ rồi ung dung rời đi. Chỉ có thân rồng cao vạn trượng vẫn cố thủ trên không trung. Long Thần nhặt hạt lửa từ trên mặt trăng và nhẹ nhàng ném nó ra. Hạt lửa một lần nữa biến thành mặt trời, trở về vào quỹ đạo ban đầu và trái đất trở lại trạng thái bình thường. Chu Tước Thần Quân bay ra khỏi mặt trời. Lúc này, sắc mặt ông ta tái nhợt, hơi thở vô cùng bất ổn, trong mắt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi. Ông ta bay đến trước mặt Long Thần và trịnh trọng cảm ơn. Nếu không có Long Thần thì kết cục hôm nay của ông ta có lẽ sẽ vô cùng thê thảm. Long Thần thở dài rồi biến thành nửa thân rồng. Trên mặt không có bất kỳ sự vui mừng nào, hay vào đó là vẻ nặng nề nói, từ nay về sau, Ngự Tôn Giả sẽ không còn lo ngại gì nữa. Long Thần, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đường Tuấn hỏi. Long Thần giải thích nói, lần này, khi chúng tôi phải rời khỏi mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ chúng tôi đã phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh ngạc. Năm đó suýt chút nữa Thiên Quân Hoàn Vũ đã nắm quyền kiểm soát Cung Hỗn Nguyên và trước khi chết, ông ta đã cất giữ tất cả những lĩnh ngộ và bảo vật của mình trong trung tâm của Thiên Quân chi mộ. Muốn khống chế trung tâm này, còn có một tiền đề lớn, đó là tu vi không thể vượt qua cảnh giới tôn giả. Ngự Tôn Giả sợ tôi sẽ tranh giành với ông ta cho nên mới dùng phương thức này để ép tôi đột phá. Âm mưu của Ngự Tôn Giả qua thật là vô cùng nham hiểm. Vẻ mặt Long Thần buồn bực nói, nếu như tôi không đột phá, hôm nay đừng nói tới các người mà e rằng ngay cả tôi cũng không thể an toàn rời khỏi đây. Đám người Đường Tuấn đột nhiên thay đổi vẻ mặt, cuối cùng cũng hiểu được mục đích thực sự của việc Ngự Tôn Giả thúc ép ngày hôm nay. Long Thần, tôi. Mặt Đường Tuấn lộ vẻ áy náy. Long Thần xua tay nói, không sao đâu. Không có lý do gì âm mưu của Ngự Tôn Giả lại không thành công. Dù không ra tay với các người thì ông ta cũng sẽ nghĩ ra những cách khác để ép tôi, kết quả cuối cùng vẫn sẽ như vậy. Chỉ là hiện tại tôi đã thăng lên cảnh giới Thiên Quân, tuy rằng thực lực đã tăng lên không ít nhưng tôi không còn đủ tư cách để chiến đấu trận cuối cùng với Ngự Tôn Giả nữa.
Ông ta nhìn Đường Tuấn cười khổ nói, vốn dĩ nếu như cậu có thể thăng lên cấp tôn giả thì sẽ có cơ hội so tài với ngự tôn giả, nhưng ngươi lại bị trúng ma phong đạo rồi. Long thần, khả năng ngự tôn giả có thể khống chế được trung tâm đó cao bao nhiêu? Chu Tước Thần Quân hỏi. Long thần lắc đầu nói, các người đừng tin tưởng vào sự may mắn. Các người không hiểu ngự tôn giả, bởi vì lần này ông ta dùng phương thức này để ép tôi ra tay, có nghĩa là ông ta rất chắc chắn sẽ khống chế được trung tâm đó. Khi ra khỏi Mộ Thiên Quân có thể ông ta sẽ kiểm soát được cung Hỗn Nguyên. Một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ xuất hiện trong trái tim của Đường Tuấn, Chu Tước Thần Quân và những người khác. Nếu như thời điểm đó thực sự đến, không cần nghĩ cũng biết kết cục của bọn họ sẽ như thế nào. Long thần, tôi muốn vào Mộ Thiên Quân. Đường Tuấn trầm giọng nói. Long thần nhướng mày lộ vẻ lo lắng. Suy cho cùng, những người lần này vào Mộ Thiên Quân ít nhất cũng là cảnh giới tôn giả. Đường Tuấn bị trúng ma phong đạo và không có hy vọng sẽ đột phá. Dựa vào cảnh giới thần quân, cho dù thực lực của cảnh giới tôn giả có thể bộc phát cũng không đủ. Khi đó, rất có thể sẽ trở thành phiền hà cho người khác. Đường Tuấn nói, tôi muốn đánh liều một phen. Tôi cũng muốn vào Mộ Thiên Quân. Chu Tước Thần Quân nói. Tôi cũng muốn vào. Triệu Huyền nói theo ngay. Long thần thở dài, được thôi. Các người đi đi, tôi ở đây canh giữ cho các người. Ngay sau đó, một giọng nói truyền đến. Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp xanh xuất hiện cùng với Thủy Miểu Miểu. Hải Thiên Vương. Long thần nói. Long thần. Người đàn ông cũng nhìn về phía Long thần rồi gật đầu. Người này thực sự là tôn giả Hải Thiên Vương của hải tộc. Hải Thiên Vương nói, các người có thể yên tâm đến mộ của Thiên Quân. Trong khoảng thời gian này, người của hải tộc tôi sẽ canh giữ nơi này cho các người. Đường Tuấn nhìn Thủy Miểu Miểu đang cúi đầu ngượng ngùng ở phía sau. Đến lúc này, sao Đường Tuấn lại không hiểu được tâm ý của Thủy Miểu Miểu? Chỉ là vào lúc này, vốn dĩ anh không thể đồng ý được. Long thần, vì ông đã thăng đến cảnh giới Thiên Quân vậy thì chúng ta có thể tính toán lại một số việc rồi. Hải Thiên Vương nhìn về phía Long thần. Đương nhiên, ông ta không tới vì Đường Tuấn và trái đất. Long thần nhẹ gật đầu. Long thần và Hải Thiên Vương rời đi. Thủy Miểu Miểu cùng với một số cường giả hải tộc đến sau đóng quân trên mặt trăng. Không ngờ mọi chuyện lại gấp gáp như vậy. Nguyệt Nga tiên tử cảm khái nói. Nguyệt Nga tiên tử, cơ thể của cô. Lúc này Đường Tuấn mới nhận ra, tàn niệm cơ thể của Nguyệt Nga tiên tử đã trong suốt hơn trước rất nhiều khiến người ta có cảm giác nó có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Nguyệt Nga tiên tử lắc đầu và nói, thương tích của tôi không có vấn đề gì. Ít nhất tôi sẽ không phân tán cơ thể này cho đến khi có kết quả từ Thiên Quân chi mộ. Lão Đường, cậu định làm gì? Triệu Huyền hỏi, ánh mắt Đường Tuấn ngưng động lại. Trên núi tôn giả, hóa thân thần niệm của Đường Tuấn đã xuống động phủ của anh. Là một người mới lên núi tôn giả, trong tình huống bình thường, sẽ có nhiều người tới thăm hỏi, kết bạn hoặc là thách đấu. Nhưng lần này trùng hợp với việc mộ của Thiên Quân mở lại là sự xuất hiện của Đường Tuấn không thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Khi anh bước ra khỏi động phủ đã có người đang đợi anh. Tịnh Tư tôn giả lạnh lùng nhìn anh, giễu cợt nói, không ngờ ngự tôn giả lại tự mình ra tay, cậu không chết quả là mạng lớn. Không thể ngờ rằng trên người cậu còn có tiên khí, nhưng ma phong đạo của Trương Tĩnh Hòa trước khi chết chắc hẳn khiến cậu rất khó chịu. Đường Tuấn đột nhiên nói, bà muốn có tiên khí sao? Tịnh Tư tôn giả sửng sốt nói, ý của cậu là gì? Đường Tuấn nói, tôi bị trúng ma phong đạo, ngự tôn giả quyết tâm giết chết tôi. Nhiều nhất là sau khi ông ta bước ra từ Thiên Quân chi mộ thì ông ta sẽ ra tay tôi. Tịnh Tư tôn giả chế nhạo nói, hóa ra cậu cũng biết là như vậy. Đường Tuấn nói, lần này tôi muốn vào Mộ Thiên Quân. Tịnh Tư tôn giả nói, tôi hiểu rồi. Cậu lo lắng rằng mình sẽ bị trở thành mục tiêu sau khi bước vào đó, vì vậy cậu muốn tôi giúp bảo vệ. Chính xác mà nói, cậu muốn sự phụ của tôi bảo vệ cậu, đúng không? Đường Tuấn gật đầu, nếu Tịnh Tư tôn giả đã nghĩ như vậy, vậy vừa hay. Bà ta cười lạnh nói, cậu nằm mơ đi. Chỉ có điều lần này các thiên quân đều có kế hoạch, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho sư phụ. Đến lúc đó có bảo vệ cậu hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định của bản thân sư phụ. Đường Tuấn nói, được thôi. Đến lúc đó,
tôi sẽ cho bà tiên khí. Lập lời thề đi, Tịnh Tư Tôn giả nói. Bà ta sẽ không tin Đường Tuấn, anh cũng không do dự mà lập lời thề. Trên trái đất, Chu Tước Thần Quân, Triệu Huyền và Đường Tuấn đang nói chuyện. Không gian dao động một hồi, một thiếu niên đột nhiên bước ra khỏi không gian. Cảnh giới Thiên Quân, sắc mặt của cả ba đều thay đổi. Tôi đến từ núi Thiên Quân, thiếu niên lên tiếng, xin chào Thiên Quân, Chu Tước Thần Quân và Triệu Huyền đều đã là tôn giả, bọn họ cũng đã biết sự tồn tại của núi Thiên Quân và núi tôn giả. Người thiếu niên liếc nhìn Đường Tuấn, trong mắt mang theo một sự tiếc nuối. Sau đó ánh mắt của anh ta nhìn vào Chu Tước Thần Quân nói, ông có bằng lòng tôn thờ môn hạ của tôi không? Chu Tước Thần Quân hơi sững sờ, có chút khó hiểu. Ánh mắt của người thiếu niên ngưng động lại rồi nói, ông không cần phải nghi ngờ. Tôi thu nhận ông làm đồ đệ là vì muốn ông có cơ hội so tài với ngự tôn giả. Nếu ông không muốn thì tôi cũng sẽ không ép buộc. Tôi đồng ý, Chu Tước Thần Quân không còn do dự nữa. Chỉ cần có thể chống lại ngự tôn giả thì ông ta nhất định sẽ làm. Sổ dọc. Rất tốt, vậy thì bây giờ ông hãy đi với tôi. Thiếu niên nói, Chu Tước Thần Quân gật đầu với Đường Tuấn và Triệu Huyền, sau đó cùng thiếu niên đó rời đi. Không lâu sau khi ông ta và thiếu niên đó rời đi thì lại có người đến. Người lần này đến là cổ lão. Ông ta nhìn Đường Tuấn và nói, tôi không có cách nào để phá giả ma phong đạo. Đường Tuấn nói, lẽ nào cổ lão cũng tới đưa người đi sao? Cổ lão gật đầu và chuyển ánh mắt của mình sang phía Triệu Huyền. Triệu Huyền lập tức cảm thấy vừa mừng vừa lo, tuy rằng tình thế cấp bách, nhưng những người có thể được các thiên quân tuyển chọn nhất định phải là thiên tài thực sự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 204.